Bạn muốn đi du học nhưng gia đình không đồng ý vì không an tâm. Mà chị ơi, thì hiện tại em mới xong lớp 12 á, vậy em có dự định muốn đi du học Hàn Quốc nhưng mà bố mẹ em thì lại không an tâm, thì bây giờ em nên làm sao? Đây là câu hỏi mà Monday cũng thường xuyên gặp trong quá trình tư vấn của mình, đặc biệt là dành cho những bạn vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Và Monday đã đồng hành và thuyết phục thành công một vài trường hợp. Vậy bí quyết là gì cho bạn? Vì sao ba mẹ lại không an tâm khi quyết định cho bạn đi du học Hàn Quốc? Có phải bạn chưa đủ trưởng thành để có thể sống tự lập, hay thậm chí là thành tích học tập của bạn còn chưa tốt lắm? Đôi khi ba mẹ còn suy nghĩ là thành tích ở Việt Nam thì lười tiền mà còn đòi đi du học. Và bạn cần biết chính xác cái điều mà ba mẹ không an tâm khi quyết định cho bạn đi du học Hàn Quốc là gì. Khi bạn đã biết được chính xác cái điều mà ba mẹ bạn không an tâm, Monday sẽ đồng hành cùng bạn để có một kế hoạch hành động. Ví dụ ba mẹ bạn đang không an tâm vì cảm thấy bạn chưa đủ trưởng thành, thì bạn hãy cho ba mẹ bạn thấy rằng là bạn có thể sống độc lập được bằng việc tự lo cho mình những cái sinh hoạt cá nhân cơ bản. Ví dụ như nè, việc tự dậy sớm này, tự học tập này, tự có thể nấu ăn này, tự dọn dẹp quần áo của mình. Và nhớ lưu ý giúp chị một điều nha, tức là đừng làm chuyện đó chỉ trong vài ngày mà hãy làm nó trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là vài tháng, để cho ba mẹ bạn có cái niềm tin là bạn có thể duy trì cái thói quen đó. Và khi ba mẹ của các bạn đã cảm thấy an tâm về các bạn rồi thì con đường đi du học Hàn Quốc của các bạn sẽ không còn xa nữa đâu. Và hãy comment cho Monday biết rằng là ba mẹ của bạn đang không an tâm điều gì về các bạn khi đi du học Hàn Quốc, và Monday sẽ giúp cho các bạn có một kế hoạch hành động hợp lý nhất nha.